Sáng hôm nay, dòng người trước ngân hàng SCB đã bớt căng thẳng. Gương mặt mọi người còn không còn căng ra nữa, dịu lại và kiên nhẫn đứng chờ đến lượt mình để lãnh tiền. Việc thanh toán diễn ra trôi chảy, không có trường hợp nào bị tồn động. Và đến chiều nay, dòng người trước các cây xăng cũng vậy, cũng dịu nhẹ bớt. Nhưng cơn mưa vẫn nặng hạt và những tin đồn về bắt bớ nhắm vào các chủ tịch tập đoàn, những tin đồn liên quan khác đầy màu sắc u ám. Nên dân chúng ta hôm nay chúng ta đổi chủ đề, trao đổi về một vấn đề mang tính tưởng tượng nhiều hơn thực tế. Và các anh chị xem coi có phải là tưởng tượng hay không, hay là thực tế nó còn kinh khủng hơn sự tưởng tượng. Chúng ta đang nói về vấn đề gì vậy? Chúng tôi muốn nói đến Đường Môn Tứ Xuyên, và tôi là Hoàng Linh. Chúc anh chị sức khỏe, năng lượng và tình yêu cuộc sống. Chào mừng anh chị đã đến và trở lại với kênh YouTube mang tên Hoàng Linh. Rất mong anh chị mở rộng tương tác bằng cách chỉ dạy chúng tôi bằng các bình luận và chia sẻ, theo dõi để sự tương tác của chúng tôi mở rộng hơn. Chúng tôi có thêm động lực để sản xuất các video phục vụ anh chị phi lợi nhuận dần. Chúng tôi và chúng ta và có lẽ biết đến Đường Môn Tứ Xuyên qua phim ảnh và truyện võ hiệp nhiều hơn, phải không? Và thời nhỏ chúng tôi đọc Kim Dung, Cổ Long, Gia Cát Thanh Vân và rất say mê với những câu chuyện các môn phái, các bang phái sử dụng chất độc để ám hại lẫn nhau. Trong đó nổi tiếng nhất là Đường Môn Tứ Xuyên, và có vẻ như nó mang tính quyền hoặc nhiều hơn là thực tế. Cho đến một hôm ông Sáu Được và Đỗ Đặc Giang liên lạc với tôi và nói đi xuống thăm anh Lâm Chính Ngón vừa bị Mê Hùng Hương trộm hết tài sản. Chúng tôi cũng sắp xếp thời gian và đi chung với anh Sáu Được và Đỗ Đặc Giang xuống nhà anh Lâm Chính Ngón và chị Hồng, hai người gác nghĩa vợ chồng nhau ở quận 4. Xin kể chút kỷ niệm là khi anh Lâm Chính Ngón cải tạo trở về, anh Vũ Quang Hùng, phó tổng biên tập báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, là bạn tù cùng chung với anh Lâm Chính Ngón. Anh Vũ Quang Hùng là tù cách mạng, còn anh Lâm Chính Ngón là tù hình sự. Nhưng mà anh Lâm Chính Ngón và tù hình sự nói chung rất tôn trọng những người tù cách mạng, đặc biệt là những người từ Côn Đảo trở về hoặc có trình độ cao. Và anh Vũ Quang Hùng lúc đó giới thiệu anh Lâm Chính Ngón với tôi, nói rằng nhờ tôi nói với anh Quang Hữu Dũng và anh Dương Minh Ngọc tạo điều kiện cho anh Lâm Chính Ngón hòa nhập xã hội. Tôi thấy điều kiện đó cũng đề nghị đơn vô lý, thành ra cũng nói giúp, chỉ có thế thôi. Và nhiều anh chị thắc mắc, anh Vũ Quang Hùng là sĩ quan công an trung cao cấp, phó tổng biên tập một tờ báo lừng lẫy như thế, thì làm sao lại nhờ một thằng cò ke lục chốt như tôi. Nhưng thật ra một người cò ke lục chốt thì lại dễ nói chuyện hơn, năn nỉ, xin xỏ, cậy nhờ nó dễ hơn là như một mệnh lệnh, người ta rất khó chịu, và chỉ có thế thôi. Tôi trả lời câu chuyện đó, khi lúc đó quận 4 vẫn còn sập sệ lắm, nhưng mà anh Lâm Chính Ngón và chị Hồng ở trong một căn hộ cũng khá khang trang. Chúng tôi vào căn hộ rất đẹp, nhưng không có đồ đạc gì cả. Tôi hỏi sao thì anh Lâm Chính Ngón nói là thằng Cam nó chơi mình, nó rủ mình Hùng mà bán đồ âm thanh với lại thằng Mười, nhưng mà mình từ chối nên cho nó chơi mình. Thì anh Lâm kể rằng đêm đó hai chồng anh đang ngủ thì có một mùi hương lạ, sau đó không có mùi gì cả. Anh đứng dậy đi quan sát xung quanh nhà thì không có gì hết, nên khóa cửa lại và tiếp tục lên ngủ. Thì sáng hôm sau thức dậy và hai vợ chồng rất ngạc nhiên là tới 9 giờ mới dậy. 9 giờ sáng mới dậy, thế gì hai chồng dậy rất sớm để chị Hồng đi bán. Và tivi, lúc đó tivi đầu máy đắt tiền, tivi đầu máy, kể cả tiền trong tủ, tất cả đều chất lên người của hai người và trên giường, đầy đủ, xung quanh giường hết, đầy đủ mà không mất một thứ gì hết. Lâm Chính Ngón biết rằng đó là đòn cảnh cáo của ông Nam Cam. Ông Nam Cam đã nhờ băng Đường Môn Tứ Xuyên từ Đài Loan qua để thực hiện việc này. Vì trong giới lục lâm
hắc đạo lúc đó không ai dám ra tay với Lâm Chính Ngón, với vị thế của Lâm Chính Ngón lúc đó. Và ông Lâm Chính Ngón suy nghĩ cả buổi sáng tới trưa, quyết định có nên chạy sang nhà Nam Cam để năn nỉ hay không, để làm quà hay không. Và anh quyết định không. Thì tối hôm sau, Đường Môn Tứ Xuyên lại tái hiện nữa. Và lần này thì họ khoáng sạch, lấy không trường thứ gì trong nhà. Và Lâm Chính Ngón nói rằng chiều hôm nay anh sẽ qua nhà thằng Cam, anh xin giải quà. Và sau đó tôi nghe kể lại là anh Lâm Chính Ngón đến nhà Nam Cam, lúc đó ở đường Võ Long Tần, chứ chưa phải là về Trương Định. Và ông Nam Cam chỉ cười khà khà nói anh có biết gì đâu. Nhưng mấy hôm sau khi anh Lâm Chính Ngón và chị Hồng thức dậy thì thấy đồ đạc đã được chắc đóng trước nhà, mở cửa ra thấy đầy đủ, không thiếu một món gì hết. Sau được sau này mấy tháng sau kể lại nói rằng cái thằng Đài Loan mà thực hiện dùm ông Năm phi vụ đó, nó đã trốn về Đài Loan rồi, nó không dám ở đây nữa. Nó sợ ông Năm lại tiếp tục nhờ nó những cái việc tàn độc hơn. Và cháu được nói rằng nó là người của Đường Môn Tứ Xuyên, chuyên sử dụng độc. Người ta không biết là có thật hay không, nghe rất ly kỳ phải không. Nhưng sau đó có những vụ án, vụ việc thể hiện thấp thoáng khả năng dùng độc của một số người Đài Loan y như trong phim. Thí dụ như vụ đầu độc đó qua trà Việt Nam Hà Linh tại Đài Loan. Tại Trung Quốc, đó là một vụ giết người có màu sắc đường môn khá rõ, là vụ đó qua trà Việt Nam Hà Linh bị đầu độc bằng thức uống tại một lữ quán ở Trung Quốc. Khi được phát hiện và cấp cứu tại bệnh viện, bà Hà Linh vẫn còn tỉnh táo và kể rằng bà bị đầu độc, sau đó bị tra tấn và bị đa chấn thương. Nhưng bà không nói là tra tấn để hỏi về điều gì. Hạ độc là thủ pháp quen thuộc của người Trung Quốc từ hàng ngàn năm. Vụ mới đây gây tai tiếng cả thế giới là vụ doanh nhân người Anh Neil Haywood bị bà Cốc Kha Lai, vợ ông Bạc Ly Hai, Bạc Hy Lai, bí thư Trùng Khánh, hạ độc rồi tra tấn đến chết. Theo giới hắc đạo Hồng Kông, cả hai người trên đều bị đầu độc nhưng vẫn có thời gian tỉnh táo để bị lấy khẩu cung tra khảo là dấu hiệu bị đầu độc bởi thất tâm hải đường, đường môn Tứ Xuyên. Tất cả các chất độc kể cả gây mê, hướng thần đều làm người bị hạ thủ chết hoặc chìm vào hôn mê sâu. Chỉ có thất tâm hải đường làm con người tỉnh táo và cười 7 lần trước khi chết nếu không có thuốc giải. Thất tâm hải đường chỉ có công dụng qua đường uống chứ không phải như qua thắp hương như ông Kim Dung mô tả. Kim Dung, Cổ Long và các thành phần và các tác giả võ hiệp đã lấy cảm hứng về chất độc kỳ lạ này đưa vào nhiều tác phẩm của mình. Những người bạn hắc đạo ở Hồng Kông, kinh nghiệm làm ăn lâu năm ở đại lục cho biết người Trung Quốc có thói quen thương lượng không xong mới hạ độc. Việc dùng thất tâm hải đường chỉ sử dụng để lấy thông tin, vì cái thời gian vừa hôn mê vừa tỉnh táo kéo khá dài, không giống như những chất độc khác uống vào là đai luôn. Đường môn Tứ Xuyên là một môn phái có từ hàng ngàn năm, chuyên sử dụng chất độc và ám khí. Sau cách mạng họ ly tán nhưng vẫn hoạt động âm thầm, chủ yếu trong các băng nhóm xã hội đen hoặc làm việc cho các đại gia. Về thất tâm hải đường, trong lần gặp hai người bạn là đạo diễn viên nổi tiếng Hồng Kông tại nhà hàng Ra Khơi, tôi đã hỏi và họ xác nhận là có. Và chúng ta thấy rằng người Trung Quốc đang tiểu thuyết hóa nó từ rất lâu rồi. Trong Thủy Hử, nhân vật Tôn Nhị Nương cùng chồng mở lữ quán bên đường, gây mê cướp tài sản rồi sát hại làm nhân bánh bao, một công việc mang tính truyền thống. Người Trung Quốc không chỉ giỏi dùng độc, và họ có những tổ chức lâu đời và bí ẩn nhất trên thế giới, giỏi dùng mỹ nhân kế để nhắm vào các chính trị gia, doanh nhân trong và ngoài nước. Một nhà báo am hiểu về giới kinh doanh trà cho biết có mâu thuẫn trầm trọng giữa doanh nhân Hà Linh và người chồng cùng ngành trà, doanh nhân Đài Loan. Đây có thể là khởi nguồn chăng? Vụ này mấy hôm nay đọc báo thấy toàn là biết không đúng sự thật. Nào là giữ doanh nhân này giỏi giang, nào là có 200 hectare trà. Quay lại chuyện trà Ô Long, mình cũng là người, một trong những người cùng một số doanh nhân Đài Loan có công đưa cây trà Ô Long này vào Xuân Trường từ Đà Lạt. Những năm 1993-94, mình cũng đã từng dàn xếp những công việc người Việt, con gái người Việt lừa lấy hết tài sản cổ đông của những người Đài Loan chuyển về làm tài sản cổ đông của riêng, đẩy một số người Đài Loan vì không hiểu luật lệ Việt Nam vào con đường trắng tay. Tức là mấy ông Đài Loan qua đây và thấy phụ nữ Việt Nam đẹp quá, thơm mùi hoa trà nữa, thành ra tận hiến tất cả và không am hiểu pháp luật Việt Nam.
cho nên bị gạt lấy trắng, kiểu đầu tư chui. Và sự tranh chấp giữa doanh nhân Hà Linh này cùng người bạn đài làm ăn chung Đài Loan là không thể giải quyết được bằng con đường thương lượng bình thường, bởi nó quá gay gắt. Vụ này báo chí đưa tin khá cẩn thận và dẫn nguồn chính thức. Thí dụ họ báo Tuổi Trẻ hồi tháng 9 2014, ngày 25 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác nhận bà Hà Linh 45 tuổi, bà Hà Thúy Linh 45 tuổi, tên thường gọi là Hà Linh, giám đốc công ty trà Ô Long đã chết tại Trung Quốc, có nhiều căn cứ nghi bà bị giết. Theo đó, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc đã có văn bản thông báo về tình hình doanh nhân Hà Linh. Văn bản này ghi nhận cơ quan công an Thường Bình, thành phố Đông Quán, tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc vào sáng ngày 22 tháng 9 phát hiện một người phụ nữ trong tình trạng hôn mê. Người phụ nữ trên được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trong buổi sáng. Đối chiếu nhiều thông tin tìm được, cơ quan chức năng Quảng Châu xác minh người phụ nữ tử vong này là công dân Việt Nam có tên là Hà Thúy Linh. Tác nhân gây ra cái chết chưa xác định. Còn luật sư của bà Hà Linh cho biết, theo văn bản thông báo, cơ quan chức năng không nêu cụ thể nhưng có cho rằng bà Hà Linh có những dấu hiệu bị đầu độc. Khi đưa vào bệnh viện, trên cơ thể bà Linh có rất nhiều vết bầm, tụy và lá lách bị dập. Ngoài ra, thông báo này cũng cho hay bà Hà Linh trước khi được tìm thấy thì có đi cùng một người bạn nhưng chưa rõ danh tính. Đầy bí ẩn, vụ việc sau đó cũng được kết luận nhưng khá mơ hồ, rồi cũng chìm vào dòng thời gian vội vã. Phía Trung Quốc đã có thông báo cuối cùng gửi các cơ quan chức năng về nguyên nhân của cái chết của bà Hà Linh. Theo đó, nguyên nhân khiến bà Hà Linh tử vong được xác định bởi một loại thuốc ngủ có tên khoa học là Zolpidem. Đồng thời, trên cơ thể bà có một vết đâm ở bụng do vật nhọn gây nên. Cũng theo nguồn tin này, cơ quan công an phía Trung Quốc đã xác định được hai nghi can là người Đài Loan. Bà Hà Thúy Linh được bạn hàng mời uống nước, sau đó thì hôn mê và bị cướp toàn bộ tài sản và hộ chiếu tại thôn Củ Giang Thùy, thị trấn Thượng Bình, thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bà Linh đã được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong. Một vụ đầu độc nổi tiếng khác cũng tương tự. Đầu độc nạn nhân xong rồi tra tấn đến chết. Đó là vụ bà Cốc Khai Lai. Cốc Khai Lai là một nữ luật sư và nhà doanh nhân người Trung Quốc, là vợ thứ hai của chính trị gia Bạc Hy Lai. Tháng 8 năm 2012, bà đã bị tòa tuyên án tử hình, nhưng được hoãn thi hành án vì tội sát hại doanh nhân người Anh Neil Haywood. Bà Cốc Khai Lai cùng trợ lý của gia đình là Trương Hiểu Quân đã bị buộc tội đầu độc doanh nhân người Anh vào tháng 11 năm 2011 tại Trùng Khánh. Bà là con út trong gia đình năm chị em gái của nhà cách mạng Cốc Cảnh Sinh. Bà tốt nghiệp cử nhân luật và sau đó là thạc sĩ chính trị quốc tế tại Đại học Bắc Kinh. Năm 1984, bà có chức du khảo ở thành phố Đại Liên, nơi ông Bạc Hy Lai đang làm bí thư huyện Kim Châu, và họ đã quen biết nhau. Họ kết hôn 2 năm sau và năm 1987, bà sinh con là Bạc Hoa Hoa. Một năm sau khi bị tuyên án tử hình, rất kỳ lạ, diễn biến tiếp theo còn kỳ lạ hơn nữa. Một năm sau khi bà Cốc bị tuyên án tử hình, bà sống xa hoa trong nhà tù. Trong lúc đó, người phụ trách vụ án của bà xử bà tử hình thì treo cổ tự tử. Xác cựu viện trưởng viện kiểm sát thành phố Hợp Phì, người từng phụ trách vụ án Cốc Khai Lai, vợ của cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, đã được tìm thấy trong tư thế treo cổ ở nhà riêng hôm 28 tháng 7 năm 2015, một năm sau. Cảnh sát nhận được tin báo khoảng 7 giờ sáng, một xác chết trong tư thế treo cổ trên căn hộ tầng thượng. Theo điều tra sơ bộ, thi thể là Mãn Minh An, 60 tuổi, phó chủ tịch Hiệp hội Chính trị Hiệp thương Nhân dân thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Ông được cho là treo cổ tự tử, nhưng giới chức vẫn không xác định nguyên nhân chính xác. Ông Mãn Minh Anh từng là viện trưởng viện kiêm bí thư đảng ủy Viện Kiểm sát Hợp Phì gần 10 năm. Cơ quan này từng tiến hành truy tố Cốc Khai Lai, cựu luật sư vợ của cựu ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Bạc Hy Lai, về tội giết người. Nạn nhân là một doanh nhân người Anh. Và ông này nhận được rất nhiều bằng khen. Chồng bà Khóc là ông Bạc Hy Lai đã bị kết án chung thân tháng 9 2013 về tội nhận hối lộ, tham nhũng, lạm dụng chức quyền. Thật là kinh khủng.
Chuyện hôm qua như nước chảy về đông, mãi xa ta không sao giữ được. Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta. Đúc dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm. Chuyện hôm qua như nước chảy về đông, mãi xa ta không sao giữ được. Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta. Xin cảm ơn.